Ở đây mình đang nằm trên đường phó phát và cái xe mô tô rát cũng thế, xe máy cũng thế, thì là xe máy đi thẳng nó thì Hello, xin chào cả nhà, mời cả nhà chúng ta cùng làm đề thi tiếp theo nhé. Ở câu hỏi thì mình thấy lượt qua thì mình thấy có chữ Dorken là thuộc phiền đấy. Nhiều lúc ta lượt qua như thế cho nó nhanh. Trong ngoặc mở ngoặc nó có ba loại thuốc thì có ba loại đấy, thì ở dưới này ba kết quả mình bấm vào cho nhanh, nhớ mèo như thế cho nhanh được. Khi mình nhìn thấy hình ảnh này, hình ảnh với cái xe loại một nửa xe với đường toàn tuyệt như thế này thì ta cũng bấm vào ba kết quả đúng luôn. Đó, học như thế mấy hồi nó thuộc. Họ nói là cái lỗi gì? Khi mình vượt mà đường thẳng và thoáng mà vẫn gặp nguy hiểm. Thì ở đây mình nhớ mèo cho nhanh là ở đâu có từ khuất và có từ grosser, tức là vừa ngắn vừa dài. Đáp án một là có khuất mà đáp án ba là có grosser. Ngắn vừa to. À, vừa ngắn vừa to, xin lỗi cả nhà. Vừa ngắn vừa to. Câu hỏi là mình muốn đi vào một, mình muốn ở một cái đường chật, mình muốn vượt lên ở một cái đường chật, vượt cái xe đạp ở một cái đường chật mà cái khoảng cách giữa mình và cái xe đạp đó là 50 cm, thì trong trường hợp này thì mình không vượt bởi vì nó chật quá rất là nguy hiểm, thì ở cái đáp án thì mình cũng chọn là mình không vượt. Thế là sao? Ở đây là tàu dừng. Và sắp đến ngã tư, ngã ba. Họ nói là ở đây mình phải, ở chỗ cái bên bụt này mình phải tính toán cái gì? Thì đáp án một là người đi bộ họ sẽ chạy Uber Fahrbahn, tức là chạy giữa đường để lên cho kịp bút lên lên chỗ đường đường tàu ấy. Đúng rồi. Rồi đáp án hai là người đi bộ sẽ chơi cho đến khi pha ban phải là chỗ đường tàu trống là sai. Rồi người đi bộ sẽ phé lát sen và người đi bộ từ bến bụt đi họ không chú ý giao thông cũng nguy hiểm. Ở đây thì họ hỏi là bao nhiêu lâu thì có chữ hắc xin là thuộc ấy, ở trong cái đầu của mình, quế bơ của mình nó sẽ mất đi, thì ta cứ chọn cái đáp án nào dài nhất ấy, thì là unclimate signing up set 3 đó, cái đó là dài nhất. Mình đang đi gần đến một đường tàu và phía trước đang tắc đường, thì ở đây là mình chú ý là có một cái xe đạp phía bên phải nó đang đi lên đó. Thì ở đây là mình chỉ chú ý cái xe đạp đó thôi. Câu hỏi là mình chú ý cái gì khi mình đi bên một cái xe điện, electro farader, Xin đáp nhé. xe đạp điện, hoặc là họ viết tắt là có chữ e bi kẹt đấy. Thì ở dưới ấy đáp án ấy ta chỉ kiểm mèo cho nhanh, tức là xe đạp điện thì nó không có tiếng đồng, mà đáp án ba của ta hắn nói là dễ dàng tìm ra, nhầm dễ dàng nhận ra tiếng đồng của cái xe này, đáp án đó sai, còn hai cái còn lại là đúng. Họ nói là mình đi trên một con gì pha ren mịt ai nên lăng giam pha soi cơ, tức là mình đi một cái xe chậm trên một con đường đúng không, và đằng sau xe mình, đằng sau xe mình thì có một cái xe nó Để chụp muốn cơ, vượt nó lá cơ đó. cái bị đẹp. Thì mình phải chú ý cái gì? Thì đáp án một là họ nói là Tôi sẽ mình phải chờ để khi có chỗ trọng trống đủ đủ thì chơi để cho để vượt cho lên. cái xe sau vượt lên, đúng rồi. Còn mình bật cái van lịch thì không nên. Và đáp án ba cũng đúng, mình tạo điều kiện cho cái xe sau nó vượt lên, đúng không? Cầm đi bay chậm, cầm chạy 70 km, trên 70 km/h cái biển báo bên phải. Mình chuẩn bị đi vào vòng xuyến
Và bên trái mình có một cái xe small xanh đậm. Thì họ sẽ hỏi là ở đây mình phải chú ý cái gì? Thì đáp án là mình đi, mình tiếp tục phanh, đúng rồi. Mình phải để cái xe màu xanh đậm kia phó phát, đúng rồi. Bởi vì họ đi rã mà. Rồi khi mình đi vào mình phải xin xi nhan là sai. Chỉ có khi đi ra mình phải xin thôi. Họ nói là mình muốn rẹt trái. Thì mình chú ý cái gì trước khi mình rẽ? Thì trước khi rẽ thì mình phải nhìn cái xe đằng sau là việc đầu tiên mình phải làm. Thì cái xe đằng sau là đáp án cuối cùng, nạc phó lây kèn. Tức là họ cho nhiều đáp án. Đáp án 1 là họ nhủ đầu tiên là xin xi nhan, sau đó là ốt nen la la la. Còn đáp án 2 là mình ốt nen cứ rồi mình xin xi nhan, ví dụ thế vân vân là sai. Tức là trước khi rè trái là mình phải để ý cái xe đằng sau cái đà, tức là nạc phó lê kèn phe kè bê ác thèn. Đó là việc mình phải làm đầu tiên. Khi mình nhìn thấy cái này đây là biển đỏ. Câu hỏi là trước một cái đường tàu nó có cái đèn đỏ này. Mà ở đó mình ở đường tàu hay là ngã ba ngã tư mà có cái đèn này mịt rột loi thơ, tức là có cái đèn đỏ mà không có cái biển XC ấy, thì chúng ta chờ ở đâu? Thì một là ta chờ ở cái vạch trắng này, hai lý nhiên. Đáp án hai là tôi có thể chú ý phe kế giao thông. Rồi tức là đến khi cái tàu đi qua. Ừ, không phải. Không được. Tức là khi đèn đã đỏ rồi thì ta nên nhớ là đáp án 1 là ta dừng ở cái vạch trắng. Ừ. Mà nếu mà đáp án 3 họ trả lời là nếu mà không có cái vạch trắng đó thì ta phải chờ trước cái đèn đỏ này. Còn đáp án 2 mà ta đi qua là sai. Đã đèn đỏ là phải dừng chờ đó. Họ nói là khi nào thì ở đâu thì làm cho cái xe mình đổi, làm cho cái xe đổi diện họ bị chọi mắt ấy. Thì đáp án 1 là do hàng hóa, đáp án 2 là do mình đặt cái đèn cao quá, mà đáp án 3 là do mình lắp sai đèn. Thì nó cũng làm chóe mắt người khác, hoặc là người khác làm chóe mắt mình. Do đó là nguyên nhân. Họ nói tại sao ở trên ở đâu mà cái đèn vàng ở trên xe mình báo hiệu cái gì? Thì đèn vàng, hoặc là mình nhìn thấy cái đèn vàng nó báo hiệu cái gì, đúng không? À, tức là cái đèn vàng ở trên xe nó báo hiệu cái gì? Thì là trước một cái xe có một cái chiều rộng lớn, tức là xe to quá cỡ đấy, hoặc là trước một cái xe nó chạy chậm, hoặc là trước một cái nơi mà họ làm việc sửa đường, sửa chữa đường. Tức là trước những cái gọi là nguy hiểm ấy. Thì mình vàng bật lên. Họ nói là xe mình muốn nhanh á thì ta cứ chọn vào số 600 là xong. Thế thôi. Ở trên người ta so sánh một giọt dầu với lại bao nhiêu lít nước. Ừ. Nhưng đấy. Mà ở dưới là cứ thấy 1 lít, 50 lít, 600 lít thì ta cứ chọn 600 đi là xong. Ừ. Mình đang nằm trên đường đen đậm, mình sẽ là người được đi đầu tiên. Đường ưu tiên. Đường ưu tiên của mình. Thì ở đây là mình đạp đuôi pha ren là xong. Tức là mình được phép đi qua. Ở đây mình đang nằm trên đường phó phát và cái xe mô tô rát cũng thế. Xe máy cũng thế. Thì là xe máy đi thẳng nó sẽ được đi đầu tiên, xong là đến mình. Thì ở đây là x pha r phó đem bút, đúng rồi. X bút đem bút đuổi pha ren lát xe, tức là tôi phải để đi bút xe bút đi qua là sai. Tôi phải để mô tô rát đi qua, ở đáp án 3 là đúng. Họ nói là mình đến một cái ngã tư và mình không kịp nhìn cái bảng phó phát. Bây giờ mình đi như thế nào? Thì ở đây thì đáp án 1 là mình đi thẳng thì mình cứ đi thôi là sai. Đáp án 2 là mình phải chú ý cẩn thận với người khác, tức là sẽ nhìn giao thông và đi qua, đúng không? Ừ. Còn cái đáp án 3 là nạc đèn rây phô linh là sai. Khi ta nhìn thấy cái biển này thì ở dưới nó có cái bông hoa tuyết ấy, nó sẽ liên quan đến mùa đông. Thì họ bảo là ở cái nhiệt độ là dương 3 độ như này
mình chú ý cái gì thì ở đáp án 1 là mình phải giảm tốc độ là đúng rồi. Và đáp án 3 là mình không làm gì cả bởi vì ở đó không có tuyết là sai, nếu mà nó có thì sao, mình phải phòng chứ. Còn đáp án 3 là mình gió phọt giữ khoảng cách với xe, gió phọt giảm tốc độ và giữ khoảng cách với xe đằng trước là sai bởi vì cái này không không đặc biệt quá nguy hiểm để mình phải gió phọt. Gió phọt trong trường hợp chỉ có con chó là cái gì thì mình bị dừng gió phọt đúng không anh, Đúng rồi. nhưng mà cái này gió phọt là sai, mình đi từ từ là được rồi. Phim hết Đáp tất án cả 1 là được rồi. à, đúng rồi. Ở khi nào ta nhìn thấy đây là có chữ H nằm ở giữa ấy, chữ H ấy, thì là nó là một cái biển bút, biển báo là cái biển xì bút thôi. Họ hỏi là cái gì ở đây 15 mét trước và sau cái chữ cái biển bút này thì mình được phép làm gì? Đáp án 1 là X, đáp tức là tôi được phép dừng. Tôi được phép dừng cho người lên xuống, không được gây nguy hiểm. Thế thôi. Cốp suy xem, họ nói là mình phải chú ý cái cốp suy xem này là cái khi mình ngồi á, trên đầu mình nó có một cái gối đấy, thì nó là cái đấy, Cái tựa sau cái đó tựa gối sau đầu ấy, thì mình phải chú ý gì về nó. Thì đáp án 1 thì họ nói là cái đó nó phải đề cao end spray can theo cái chỉ dẫn của nhà máy này, beta rip online thông tức là hướng dẫn của nhà máy đó. Rồi hai cái đáp án sau là sai. Thế thôi. Thì đáp án thứ hai là nó nói là phải đến từ nhà máy. Rồi cái đáp án 3 là đáp án 3 cuối câu nó có chữ zig zig hai gút tức là cái dây thắt 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 an toàn của mình ấy. Nó chả liên quan gì đến cái gối trên đầu cả, cho nên là chỉ có đáp án 1 thôi. Khi mà ta thấy cái từ cốp twist đấy liên quan đến cái gối thì ta chỉ cần bấm vào beta rip online thông là xong. Họ nói là điều gì sẽ nguy hiểm sẽ xảy ra khi mình sử dụng electrocarate tức là sử dụng điện thoại hoặc là sử dụng Navi hoặc là cái gì đó ở trên chỗ xe đấy, khi mình đang lái xe đấy thì sẽ làm ảnh hưởng cho đến cái tay lái của mình, thì là sự tập trung lái xe của mình. Thì đáp án 1 là mình có thể làm cho xe mình trật khỏi gọi là làn đường. trật khỏi làn đường đúng không. Rồi rồi đáp án 2 là cái đường phanh của mình ấy nó sẽ nhanh hơn, Ngắn đi nhanh ngắn hơn. đi nhanh hơn là sai. Rồi cả cái biển báo giao thông mình cũng nguy hiểm, Thì bỏ qua mình bỏ qua nó. mình không kịp nhìn. Nhìn không kịp chẳng hạn thì lo chắc mấy máy thì lại đâu mà nhìn biển báo giao thông, nên nó rất là nguy hiểm. Câu hỏi họ hỏi là ở đâu thì có thể là bảo vệ môi trường, tức là ta đọc câu hỏi ta thấy có chữ Umweltbelastung tức là bảo vệ môi trường rồi. Nhưng mà ở cái câu này nó gì, một cái là cả nhà nhìn qua, một cái cả nhà thấy có chữ Verkehrswissen. Khi nào trong câu hỏi nào mà gặp cái từ đấy ta chỉ cần bấm qua kết quả thế là xong. Có từ Spitzen ở trong câu thì bấm cả ba. Đúng rồi. Trời đang mưa và trên đường autobahn có vẻ đang có vẻ tắc. Mình muốn ra khỏi autobahn. Sau xe mình là có một cái xe máy đang đánh vòng, đang muốn ra chồng mình. Cẩn thận cái xe máy này nguy hiểm ấy. Thì ở đây ta là họ nói là mình muốn rời khỏi autobahn thì mình phải chú ý cái gì ở đấy sẽ nguy hiểm. Thì là chú ý cái anh xe đạp anh vừa đánh vòng đấy. Là sao? Motorrad chứ, Motorrad, xe máy. quên, Motorrad, xe máy. Câu hỏi là mình đi 50 km trên giờ. Do you have an energy condensation? Thì nói tóm lại ở đây thì mình thấy câu hỏi cuối cùng của họ là họ hỏi cái công thức Eisenvec. Thì như mình lấy 50 nữa mà mình tính như công thức Eisenvec thì là km trên 10 nhân với km trên 10 cộng với km trên 10 nhân với 3. Thì 50 chia 10 được 5. 50 chia 10 được 5, 5 nhân 5 25. 25 mà cộng với bên kia km trên 10 Nhân là ba 50 chia 10 được 5, 5 nhân 3 15 là thành như 40 đúng không anh? đúng rồi. Là 40. Rồi. Trước mặt mình là hình ảnh của một cái xe màu xám nó đang vượt đấy.
thì mình phải xử lý cái đoạn này như thế nào, tức là đáp án một là mình phải giao phó phanh đáp án một và mình cố gắng đi về bên phải, đúng rồi. Ở đây thì mình thấy có một cái xe tải nó đang đi trước mặt mình và dải thơ, họ nói là gió đến từ dải thơ vin, tức là gió thổi đập một bên xe từ bên bên phải phải qua bên trái, nói dễ hiểu như lệch thế. Thì họ hỏi là khi nào thì mình vượt lên thì gặp nguy hiểm, đúng không? Thì by Alfa Ren Winter Vin Saturn đẹp đấy cơ, với Alfa Ren. Để mà muốn dễ trả lời á, mình nhìn vào cái chữ alpha gần Và vào bên dưới đó, Alfa Ren là cái sao? chữ he alpha gần Rồi. Có để nghĩa cho dễ là nhớ. khi xe tải mà họ bảo có gió một bên, ai là dải then ấy, dải then Vin Phone Rex ấy, thì ta cứ Alfa Ren và Alfa Ren là ta bấm vào. Đấy, xong. Họ nói là khi nào thì mình được phép bật cái đèn gọi là cái đèn sương mù đặc biệt ấy, Đèn sương mù đằng phía sau đuôi. đứng sau đuôi ấy, bật lên. Thì họ nói đáp án một là do là mưa to và tầm nhìn bị Kém, hạn chế không thì phải. cũng được phép, tức là trong trường hợp này chỉ có đáp án cuối cùng thôi, tức là cái tầm nhìn mình không rõ Dưới 50 mét. dưới 50 mét là ta bấm vào là xong. Họ bảo là ở đâu thì cầm dừng. Cầm dừng thì ở trên đường autobahn cà rạp xa xôi cơ áo sao, đúng rồi, đáp án một trên đường autobahn và trường đường lớn thì không được dừng. Rồi ở bên bụt thì mình vẫn được dừng nhưng mà dừng 3 phút. Còn ở cả cái sa phèn cua vơ không được dừng, đúng Cú rồi. cua ngoặt. Họ nói là mình là một người chủ xe mới, mình phải làm gì? Thì ở đây ta thấy có chữ hộp uốn xúc xung là ta trừ ra thôi, còn hai đáp án còn lại là đúng. Ngon. Chính xác. Ô, xong rồi. Mấy điểm mất mạng. Đúng cả. Ok. Nếu các nhà thấy hay thì hãy bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được video mới. Hẹn gặp cả nhà ở đề thi tiếp theo. Cảm ơn cả nhà.